Dạ vâng, em xin chào các bác nhé Và vâng, chúc các bác có một buổi tối bên gia đình thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc Vâng, ở ngoài Bắc chúng em thì bây giờ cũng tiết trời bắt đầu là xe lạnh rồi Và đến với video clip ngắn trong kênh của Hùng JBL Hải Dương ngày hôm nay Em xin trân trọng giới thiệu với các bác một mẫu cục đẩy bãi mới về bên cửa hàng em Đó là mẫu đẩy chạy với 32 sò than và sò là JBL là các bác nhé có mã là MA900. Còn tên thương hiệu nó là cái tên gì đây, em đọc cũng khó khó Lê Hồng, Lê Hôn gì đây. Audio ma 900. Đấy. Con này thì có công suất nó đạt tới 900W một kênh các bác nhá. Đấy sử dụng máy là máy 3U. Đấy cái phần mặt đằng trước làm rất là đẹp. Đấy bằng phay nhôm. Và xước trông rất là đẹp. Đấy, như từ cái tay sách cho đến cái nan tỏa nhiệt ở đây còn nguyên những cái chắn bụi này à, và chiếc này à, cái à, lô đẩy ngày hôm nay về thì em à, vừa mới về đến đây thì cũng à, vì các bác lo mong quá cho nên là em à, bóc ra là em hạ xuống đây em làm video luôn cho các bác để à, cho các bác xem à, cũng như là mai em sẽ dọn dẹp vệ sinh đi và quay lại cho các bác xem và test chất âm cho các bác xem một lần nữa à, cho nó thật là thấu đáo và đây hôm nay em sẽ xin giới thiệu với các bác luôn và chiếc đẩy này có giá 4 dưới 4, 4, 4, 4 dưới 5 triệu các bác nhé này có giá khoảng tầm khoảng uh, trên 4 triệu Đấy. nhưng mà nó rất là phù hợp <laughs> em nói luôn là con này nó rất là phù hợp với những anh em mà đánh kẹo kéo hoặc là đánh những cặp súp đơn từ 22 cô 100 các bác nhé súp 50 từ 22 con trăm còn full đôi 40 thì con này ok rồi, không phải nghĩ các bác nhé Đấy. thì con này nó sử dụng uh, cái dàn sò kép các bác nhé Cái máy của nó thì còn rất là đẹp Đây em chưa làm gì Cái nỉ chân bụi nó cũng vẫn còn đây à, Và cái này thì em cũng vừa lấy lấy rẻ nó qua đi một chút rồi nó sạch Đấy, Làm video cho các bác trông cho nó gọn gàng một chút Thì đây là những uh, chiếc đẩy mà mới về ngày hôm nay Trên cửa hàng em Ở Với con này thì cái chất âm của nó rất là tốt các bác nhé Của rất là sáng tiếng Vì sò chạy hoàn toàn bằng sò kép Mà sử dụng 32 con sò các bác nhá. 32 sò và nồi và mỗi một vế là sử dụng 2, 4, 6 8 sò thúc nữa vậy là hai bên là 16 sò thúc các bác nhé đây các bác quan sát đây này cái sò là nó được quay xuống dưới này mềm mạch nó còn rất sạch các bác này đấy, nhìn nó như là mới ấy. còn rất là đẹp tuy nhiên thì hàng bãi thì nó không thể như mới mới cứng được các bác nhé đây em đếm này một này hai này ba này bốn này ở trong này năm này sáu này bảy này tám này đấy Bên này 8 nữa là 16 và bên đây 16 là 32 đó nhá. 32 sò là kép Công suất đạt của nó là tới 900W một kênh các bác nhá. Đấy. Nó sử dụng cái tụ nguồn khá là cao đấy các bác, quan sát thấy cái tụ nguồn ở đây. Đấy, sử dụng cái tụ tới 100V, 10.000 10 microfarad và nó sử dụng 8 tụ các bác nhá. 2 4 6 8 tụ. Cho nên là đạt công suất rất là tốt. Đấy. À, cái con này thì rất phù hợp mà cho các bác đánh à, full đôi 40 Đấy. hoặc là những à, dòng à, loa 30 thì đánh được hai cặp có nhé mỗi kênh đánh một cặp con này thì rất là tuyệt vời với máy thì à, con máy này thì công nghệ của nó là công nghệ Mỹ rồi thì vì tất cả những máy như này bác quan sát à, xem trên kênh thì các bác thấy là tất cả những cái máy như này nó đều là công nghệ của Mỹ các bác nhé Tuy nhiên sản phẩm thì được lắp ráp ở bên Trung Quốc các bác nghe cho rõ là sản phẩm được lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé, hàng xuất châu Âu, các xuất cho các nước châu Âu thì tiêu chuẩn của nó phải là hàng châu Âu. Ừ. Còn cái mên mạch này người ta nhập khẩu từ châu Âu về lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé, nhà máy người ta có thể đặt ở Trung Quốc là chuyện bình thường, không có gì là chúng ta phải bàn cãi. Có những uh, bác mà thôi em nói thật với các bác là em uh, nói thì hơi thô, hơi tục một tí cái em tục ăn tục nói nhưng mà em cũng nói luôn các bác có những ông thánh ý. nhắc đến cái từ china cái là các bác comment lên là bảo, uh, nói gì thì nói tiền bao nhiêu không cần biết nhưng hàng china là đéo nghe rồi đấy em xin lỗi là cái từ đéo nghe rồi em hơi tục quậy bậy nhưng đấy đấy là đấy là cái comment có thật ở trên kênh các bác nhá em chỉ nhắc lại thôi tuy nhiên cái câu nó sẽ hơi tục một chút thì nó là cũng là không 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 phải là có ý đồ gì thế nhưng mà đấy là cái anh em mình nói ra nó 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 nó, nó mang một cái tính chất là để 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 mà đánh giá cái sản phẩm <laughs> do những bác khách hàng bác ấy phát ngôn những cái câu từ như thế ở trên kênh có, đấy. Cho nên là em cũng nói luôn là anh em chúng ta có dù có hiểu biết hay là không hiểu biết thì hiểu biết thì chúng ta sẽ tham gia góp ý theo cách là mình hiểu biết. Còn những nếu mình chưa hiểu biết đến cái tầm đấy thì mình cũng lên Trưng cầu ý kiến của các bác khách hàng, Có bác khách khác nữa các bác nhé chúng ta cũng không nên là mình chưa đủ hiểu biết đến cái tầm như thế mà chúng ta lại phát ngôn chúng ta nói chuyện ra như vậy chúng ta comment những cái dòng như thế nó rất là khó chịu hơn nữa là các bác khán giả nhiều bác cũng comment lại trái chiều với các bác thì đi tình cảm anh em nó sẽ tình cảm của mọi người nó sẽ không được gần gũi với nhau và nó hai nữa là nó mang tính chất là đố kỵ nhau các bác nhé đấy thôi thì em cũng nói qua vậy như vậy thì các bác thông cảm có gì mà em nói không phải thì các bác cũng thật sự thông cảm đấy, đấy là em nói về những ông thánh thế còn nó những bác mà hiểu biết cũng như như em thôi à, em có thể hiểu là con này nó là được sản xuất ở trung quốc rồi nhưng mà tiêu chuẩn sản xuất là sản xuất theo tiêu chuẩn của châu âu tất cả mên mạch của nó là hàng nhập khẩu các bác nhé chứ không phải hàng trung quốc sản xuất đâu những cái mên mạch như này không phải hàng trung quốc sản xuất đâu tất cả các dòng khác nhau tuy nhiên bây giờ thì các bác uh, biết rồi uh, những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng cũng như là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đến 95% là hàng của Trung Quốc các bác phần 95% còn ngoại trừ à, những cái hàng Tây, hàng bãi, hàng cũ thì nó có ở đây. Ví dụ như đôi phi bay này thì là Pro b này thì nó hàng Mỹ xịn rồi. Chúng ta không phải bàn tính đến nữa. À, thì đây thì các bác, đây là cái um, địa chỉ cửa hàng của em. Đó. Và số điện thoại ở đây các bác uh, uh, chú ý sẽ hay lưu lại cái ảnh này và các bác uh, xem kênh thì các bác uh, nếu mà thấy uh, quý mến em thì các bác uh, hãy đăng ký kênh và các bác hãy chia sẻ kênh với mọi người để cho mọi người được biến đến kênh của Hồng JBL với những cái sản phẩm âm thanh bãi như này. Số điện thoại của em là 0936019001, địa chỉ của em là khu dân cư Đại, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. À, chúng em sẽ ship hàng toàn quốc để phục vụ các bác và tư vấn nhiệt tình cho các bác. Mặc dù các bác có mua hàng hay không mua hàng của kênh của em, nó cũng không có quan trọng các bác nhé. Đây là những cái em làm lên đây quảng cáo, quảng bá sản phẩm các bác nhé. Đấy cũng như là giới thiệu với mọi người thì đây là những cái sản phẩm em đăng lên để cho các bác được tham khảo được góp ý cũng như là được tìm hiểu và tìm những cái sản phẩm phù hợp với mình với những cái nhu cầu sử dụng của mình với túi tiền của mình và những cái yêu cầu khắt khe của mình về chất lượng hoặc là về hình thức các bác đều có thể tham khảo còn giá cả thì thưa các bác em đã để lại số điện thoại ở trên kênh các bác hãy vào phần mô tả hoặc là phần tiêu đề của em sẽ có số điện thoại ở đó hoặc là các bác uh, xem ở trên cái biển em bao giờ quay video em sẽ để trên đây thì các bác sẽ thấy cái số điện thoại và các bác hãy nhấc máy lên và alo cho Hùng Di là một câu đấy hoặc là các bác có thể để lại số điện thoại nếu có nhu cầu mà các bác không tiện gọi thì em sẽ gọi lại cho các bác đó với những cái sản phẩm mà các bác đang cần và các bác đang cần tư vấn bác nhé nếu có thời gian thì em sẽ tư vấn nhiệt tình kể cả nhà mua hay không mua hoặc là anh em tâm sự với nhau một câu uh, mà để những uh, chia sẻ những cái kinh nghiệm Ví dụ như chúng em thì em buôn bán và em uh, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn các bác về những cái vấn đề về những cái uh, sản phẩm về ví dụ như kỹ thuật, về bo, về mạch rồi về những cái uh, chất lượng của những cái linh kiện như thế nào, đảm bảo công suất uh, để làm sao. Ví dụ như một con máy này, tại sao nó đạt được 900W mà 9, 900W có thực tế hay không? Đấy, vì sao mà nó đạt được 900W? Đấy, cái này em nói trên kênh nó sẽ rất mất nhiều thời gian và rất là dài dòng đấy hơn nữa là trình độ hiểu biết của em có thể nói uh, tới đâu thì em sẽ nói tới đó và hai nữa là uh, ví dụ như những, những cái mà um, không cần tìm hiểu sâu xa quá thì các bác cũng không nên hỏi nhiều quá bởi vì uh, có hỏi nhiều thì các bác cũng không thể phân tích các bác cũng không hiểu được uh, ví dụ như các bác uh, hỏi em là có những bác những uh, bác thợ hoặc là những bác mà đã hiểu về điện tử thì những cái con sò này để làm gì thì không cần hỏi các bác đã biết rồi còn những bác mà chưa hiểu đến được mà không biết được chỉ cần chúng ta người ta sản xuất ra chúng ta chúng ta về chơi thì hỏi em đơn giản các bác chỉ cần hỏi em ơi thế chất âm có hay không ok chất âm hay em đánh giá là hay thì em bảo các bác là hay mà con này không hay thì em bảo không hay mà con này ghép với cái gì hợp thì các bác alo cho em là sẽ biết nó ghép với cái gì hợp và cái sản phẩm của nhà bác bây giờ cái loa đang là cái gì đang cái loa gì và các bác ghép vào đây nó có hợp hay không bọn em sẽ tư vấn ngay à, tại vì là không phải là một số bác có thể tư vấn nhưng không phải là ai cũng mua hàng của mình được các bạn không phải ai cũng mua hàng được một nghìn cuộc điện thoại chỉ cần có một chỉ may ra thì được may mắn thì được một vài người mua thôi các bác nhé đấy bởi vì là tham khảo rất là nhiều hay như chúng em cũng không giấu gì cả để nói cho các bác ví dụ như bảo các bác là con này bác bảo là có đánh được hai đôi có đánh được một cặp xúc kép không em bảo vẫn đánh được các bác. đấy vẫn đánh được tất nhiên đánh là vẫn đánh được nên đánh để cho nó kêu thì đánh tốt đấy những có người người ta không cần người ta chỉ cần bán hàng thôi là được thế còn được thì đánh đương nhiên là được đánh bao lâu nó cháy nó đánh nó căng đến mức nào thì nó lại là việc khác các bác hãy tham khảo và hãy alo cho em các bác nhé đấy thì em cũng nói luôn cho các bác trước khi các bác nhấc máy lên gọi điện cho em thì hãy xem kỹ cái video em làm ở đây và các bác có thực sự cần những cái sản phẩm mà các bác đang quan tâm không thì các bác hãy nhấc máy lên gọi cho em còn nếu như không các bác không có nhu cầu thì các bác cũng không cần thiết phải gọi cho em đấy để cho nó đỡ mất chi phí Uh, điện thoại rồi uh, mất thời gian các bác nhé. Uh, Thời gian của các bác còn uh, chúng em thì đương nhiên là bán hàng thì chúng em phải có trách nhiệm tư vấn rồi thì uh, tiếp khách. Đấy. Nên là các bác uh, em cũng uh, nói luôn cho các bác như vậy. Thế còn uh, với cấu hình của con này thì em nói rất là kỹ với các bác rồi, mà cũng không cần phải phân tích nhiều đâu. Chạy với hai 32 sò NJVK. Sò NJVK là một trong những dòng sò rất là tiếng rất là sáng, rất là hay. Đấy nó sử dụng ở trong các loại mạch ví dụ như class H, class uh, AB cũng có mà class D nó cũng có các bác nhé tất cả trong những cái máy đấy đều sử dụng được sò là với kép chất lượng âm thanh nó rất là tốt mà lại chị áp chịu rất là cao nó đưa ra công suất rất là khỏe các bác cấp dòng cao vào và hiệu điện thế cấp điện thế cao và dòng cao vào thì công suất nó sẽ lớn thế còn chất âm nó hay hay không nó phụ thuộc vào cái vỉ đuôi này các bác nhé vì tiền khuếch đại ở đuôi này đấy và những cái chất lượng linh kiện ở trên cái bò này các bác này chứ con sò nó không quyết định được cái chất âm các bác nhé nó không hoàn toàn quyết định được cái chất âm đấy em nói rất là nhiều rồi các bác À, hãy tham khảo và hiểu ngay như các con các con âm ly nghe nhạc ngày xưa ấy, nó sử dụng sò than rất là nhiều các bác nhé đấy, nhưng mà nó còn làm thủ công và công nghệ không cao bằng giờ nhưng vẫn hay đấy thì các bác nên hiểu như thế còn công suất lớn thì không phải là nhiều sò mà công suất lớn đấy các bác cứ tham khảo cho kỹ em nói rất là nhiều trên kênh rồi có nhiều bác sai lầm mua con hai bốn hai tám ba mươi năm mươi sáu mươi một trăm sò nhưng mà cái nguồn nó không cấp đủ điện thì nó đương nhiên công suất nó không lớn được và chạy nó không bền được có nhé đấy là thực tế mà em cũng nói sự thật cho các bác nghe và những bác nào có nhu cầu sản cần những sản phẩm như này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001 đấy đây là sản phẩm hàng bãi xịn và máy 3 u các bác nhé mặt phay nhôm rất là đẹp đấy, công suất thì đạt 900 w một kênh các bác có thể đánh súp kép côn 100 cũng vừa tới các bác nhé còn đánh côn 115 là không được súp kép côn 100 900 w một kênh là các bác nếu như súp kép 900 w một kênh các bác đánh đủ là các bác đã đánh tốt rồi các bác nhé đánh tốt rồi Đấy hoặc là súp đơn thì đánh ok súp đơn thì con này không phải nghĩ, một đôi, mỗi cây một quả hoặc là full đôi uh, 40. Đấy giống như là các dòng anh em đang trong Nam đang chơi là B500 côn 86. Đấy, full đôi các bác nhá, hoặc là full đôi 40 thì uh, nếu như một cái dòng hoa như loa phi vây này thì 40 từ 22 trăm phát vô tư, đánh thoải mái. Càng đét. Đấy, ngày mai nó sẽ dọn sạch sẽ và em sẽ làm video cho các bác xem. Thì uh, video này em làm để uh, giới thiệu với các bác con đẩy này đến đây là tạm dừng và em xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều dành thời gian cho kênh Hùng Di Chí Linh Hải Dương em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau và cũng mong các bác thông cảm trên video em nói cái gì không phải thì các bác hãy comment góp ý em rất là trân trọng các bác và cảm ơn các bác rất là nhiều dù các bác có là khách quen hay là khách lạ rất yêu quý các bác và cũng rất là quý mến các bác đã dành tình cảm cho kênh của Hùng Di và em xin chào các bác tạm biệt các bác